Thưa quý vị, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, dùng lực triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh tại cuộc họp về công tác triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố vào cuối giờ chiều qua, ngày 9 tháng 8. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh đề nghị các ngành địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức trong người dân. Lãnh đạo các quận huyện chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác triển khai kế hoạch tiêm chủng, xem đây là chỉ tiêu thi đua của từng đơn vị địa phương. Ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương dồn lực để tăng tỷ lệ tiêm cho trẻ trong tháng 8 này. Ngành giáo dục đào tạo xây dựng kịch bản cho từng trường, cùng với ngành y tế xác định thời gian, địa điểm tiêm vaccine cụ thể, không dựa vào đăng ký. Tôi nhắc lại là không dựa vào đăng ký. Thì cái này đề nghị là chủ tịch các quận huyện phải làm cái việc này, là đầu mối. Đồng thời chủ tịch này chỉ đạo các chủ tịch phường làm việc với lại yêu cầu các tổ dân phố cho nó làm công tác tuyên truyền và rà soát động viên, yêu cầu là các hộ gia đình đó phải đưa con đi theo cái kế hoạch mà Ủy ban Nhân quận huyện phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế đảm bảo nguồn vaccine cho công tác tiêm chủng. Các quận huyện phân công cụ thể các đơn vị để triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa. Đề nghị các cấp hội phụ nữ là chủ công, phối hợp các đoàn thể để cùng vào cuộc, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng ngành y tế thông tin rộng rãi đến các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Tính đến nay, tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng COVID-19 đối với đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt 74,2%, mũi 4 đạt 37%. Đối với nhóm từ 12 đến 17 tuổi thì tỷ lệ mũi 2 đạt 98,8%, tỷ lệ mũi 3 đạt 16,6%. Tuy nhiên, với độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi thì Đà Nẵng là một trong năm địa phương thấp nhất cả nước. Cụ thể tỷ lệ mũi 1 mới đạt 34,6%, mũi 2 mới đạt 16,3%. Ngành y tế sẽ rà soát những cái điều kiện để tổ chức tiêm và chúng ta tập trung tiêm tại các trường theo cái hình thức là có thể là nhiều cái điểm tiêm ở các trường tập trung lại một cái điểm trường, thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái số lượng trẻ đi tiêm cũng như là có cái biện pháp để thúc đẩy được thông qua cái thầy cô quản lý học sinh. Cái tình hình của thực tế của địa phương mình cho nên là yêu cầu giáo viên chủ nhiệm là tiếp tục phối hợp với gia đình, thông báo gia đình để đưa các con đi tiêm cho đến hết ngày 30 tháng 8. Và khi mà giáo viên chủ nhiệm mới nhận cái lớp đó thì sẽ tiếp quản cái lớp đó. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với các biến thể mới liên tục được ghi nhận. Vì vậy, tiêm chủng vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại.